hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sáng ngày 20 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tới dự tặng hoa và chúc mừng nhà trường. Ngày hiến trương các nhà giáo năm nay đối với thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc có ý nghĩa rất đặc biệt. Ngày lễ được tổ chức đúng vào dịp chuyển về ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc mới được xây dựng trong khuôn viên rộng rãi với tổng diện tích trên 2 hecta, kinh phí đầu tư trên 40 tỷ đồng, bao gồm 3 dãy nhà với 21 lớp học, 1 dãy nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các phòng chức năng. Ngôi trường được đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, rèn luyện của nhà trường. Đây thực sự là niềm hân hoan, phấn khởi và là động lực để các thầy cô và các em học sinh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm học trước, phấn đấu hơn nữa trong công tác dạy và học. Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức các hoạt động phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các em đã tri ân thầy cô bằng những bông hoa điểm tốt, những giờ học sôi nổi là phần quà cao quý dành tặng các thầy cô. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, phát huy những truyền thống của nhà trường. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào dạy tốt, học tốt gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để dạy chữ gắn với rèn người. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường lên một tầm cao mới. Sau phần lễ, nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa rung chuông vàng cho 50 học sinh. Thông qua sân chơi, giúp các thí sinh tìm hiểu các kiến thức khoa học, xã hội, văn hóa địa phương. Đồng thời, giúp các em củng cố tốt hơn các kiến thức trong chương trình học phổ thông, tạo điều kiện cho học sinh ba khối giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm học tập cũng như trong cuộc sống và nâng cao tinh thần đoàn kết. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo cho các em những phút giây thư giãn sảng khoái, học mà chơi, chơi mà học.